Captain America, Iron Man, Spider-Man và Thor. Và hình như còn thiếu một vài cái tên nữa trong bộ sưu tập này. Thì giới thiệu các bạn, đây là 4 chén hoa nằm trong bộ sưu tập Marvel của Miniso. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review nhanh cho các bạn 4 mùi hương này. Và trước khi vào video thì đừng quên việc like, share và ấn vào nút đăng ký nếu như chưa đăng ký kênh của mình. Và ấn vào nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Trước khi vào video thì mình phải nói rằng là đây là chai nước hoa của Miniso. Và hiện tại thì nó đang bán với cái giá 99.000. Cho chai này là chai 50ml. Và chúng ta cùng nhau xem qua một chút về cái ngoại hình của chai nước hoa này. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Nó có một cái thiết kế rất là đơn giản thôi. Tí nữa mình sẽ đi sâu vào từng chai. Thì các bạn nhìn thấy nó thiết kế rất là đơn giản vào cái vòi này. Và có một cái điều là cái vòi này nếu như các bạn thử tại các store của Miniso thì người ta sẽ là cái vòi nhựa và không có cái phần đầu xịt ra như này. Không có cái đầu xịt ra như này đâu. Mà nó sẽ là cái vòi nhựa bịt kín mà các bạn phải rút ra. Và khi các bạn xịt thì các bạn chỉ ấn vào tay thôi. Nếu như các bạn xịt theo kiểu nước hoa ấy thì nó sẽ bắn lên mặt và các bạn sẽ vô tình uống nước hoa đúng nghĩa luôn. Đó, đó là điều các bạn cân nhắc khi bạn thử những cái mùi hương này Miniso. Mùi hương đầu tiên là mình muốn đi tới trong ngày hôm nay đó chính là Captain America. Thì đây là một cái nhân vật mà mình rất thích, có thể nói là mẫu đàn ông mà mình hướng tới. Một anh chàng rất là đẹp trai, cao to, ngon body thứ. Lối sống tuyệt vời, kiểu nhìn thôi là đã thấy thơm ngon rồi. Nhưng mà với mùi hương của Captain America trong bộ Marvel của Miniso này thì nó xịt ra nó lại không được ngon như cái nhân vật ở trong phim. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương của Captain America ra thì các bạn thấy một cái vai nó có phần quen quen, nó giống những cái mùi như kiểu là X-Men, Romano. Hay dễ hình dung hơn thì các bạn có thể nghĩ tới những cái chai nước hoa nổi tiếng như là Blue de Chanel hay là Versace, Perfum. Và thực sự nó sẽ kiểu, các bạn ngửi nó sẽ kiểu có phần giống nhưng mà kiểu nó hơi, người ta rất là cố gắng để có thể làm nó được nịnh mũi đến như vậy. Nhưng mà các bạn sẽ nhận thấy cái vai, nhận thấy một cái cảm giác rất là nhân tạo. Mình không biết là ở đây người ta có cho cái nốt aquatic không hay là người ta có sử dụng cái nguyên liệu calon hay gọi là kiểu cái nguyên liệu để làm cho cái sự mùi hương nước hoa nó có sự tươi mát ấy. Thì khi các bạn sử dụng cái nguyên liệu đấy quá nhiều thì nó sẽ gây nên cảm giác kiểu synthetic, nhân tạo và rất là khó chịu. Thì mùi hương này khi các bạn xịt ra nó ban đầu nó giống như mình miêu tả như vậy và về sau thì nó rất là nhức đầu và rất là khó chịu. Nó giống như kiểu là mùi của các anh kiểu Ấn Độ và kiểu xịt nước hoa quá đà xong rồi kết hợp cùng một chút mồ hôi ấy. Mình không có ý nói xấu gì cả nhưng mà khi mà các bạn gặp những cái người Ấn Độ ấy mà người ta xịt nước hoa cùng với người ta kiểu đi tập yoga về ấy, thì thực sự là mùi hương của nó rất là đau đầu và rất là đáng sợ. Thì mùi hương của Captain America là vui vậy. Và mùi hương này mình khuyên các bạn là nên thử kỹ. Và thực sự với mình thì mình sẽ không bao giờ mua mùi hương của Captain America. Mùi hương thứ hai đó là Spider-Man. Thì đây là một cái mùi hương mà mình đánh giá là nó có top note khá là thích ở trong 4 cái mùi hương ở đây. Khi mà các bạn xịt ra các bạn thấy một cái độ ngọt. Độ ngọt ở đây thì nó có cảm giác, mình có cảm giác như kiểu nó là fruity, dâu riếc hay là một chút kiểu bạc hà hay các thứ. Top note thực sự tầm 3 phút đầu ngửi rất là kết. Và nếu như các bạn mua kiểu thử phát đấy nhanh để mua ấy, thì các bạn sẽ mua luôn em nó. Nhưng mà dry down về sau thì nó lại có, cũng thật là nó lại có cái thiên hướng kiểu giống với Captain America, lại cảm giác synthetic nhân tạo. Thì thực ra thì cũng không thể nào trách được, tại vì với cái giá 99.000 thì họ không thể nào có một nguồn nguyên liệu tốt, mà chủ yếu họ sẽ làm là nguyên liệu nhân tạo hoặc là tự nhiên một cách rẻ nhất để có thể tiết kiệm được chi phí. Thì đây là một cái mùi hương mà mình đánh giá rằng là nó có top note ok và để cho các bạn học sinh, sinh viên, các bạn kiểu cấp 2, cấp 3 có thể xịt được mùi này. Kiểu có một cái mùi thơm mà các bạn xịt phòng thì nó rất là ok, hoặc là các bạn xịt ở những cái không gian rộng trong phòng ấy thì nó chấp nhận được. Còn nếu như mùi này mà các bạn ngửi thật gần, ngửi kỹ thì thực sự nó cũng sẽ rất là đau đầu và hơi choáng. Và mùi hương này thì nó bám ở trên da mình khoảng tầm 6 tiếng, kể cả mùi Captain America kia. Một con số khá là tốt để cho các bạn xịt phòng. Còn về cái độ lưu, đấy là về độ lưu hương, độ tỏa hương nó tầm nửa cánh tay cho cả hai mùi hương mà mình vừa review đây. Vậy thì chẳng hay trong bộ này không có mùi nào đáng mua à? Không, có đấy.
đó chính là Iron Man. Và đây đúng kiểu nhân vật đầu tiên trong bộ Marvel nên là Iron Man có vẻ được chăm chút rất là kỹ. Mùi hương của Iron Man nó là một cái mùi hương rất quen thuộc, và nếu như các bạn chưa xem video thử thách mùi hương đoán mùi à ngửi mùi đoán giá của mình với anh Phoenix Hunter thì các bạn nên xem qua video đấy. Tại vì anh Phoenix Hunter là một cái người làm về niche và indie, thì khi mà ngửi mùi hương này anh cũng rất là bất ngờ khi mà mình cho biết là cái giá chỉ có 99.500 mil. Thì cái mùi hương của Iron Man nó sẽ giống với chai nước hoa TDRMN. Đây, chai nước hoa này. Và phải nói một cái điều rằng là nó rất là giống nhau bởi cái nét tiêu cùng với cái nét citrus cùng một chút vetiver đằng sau, thì hai mùi hương này có thể nói là nó gần như không khác gì nhau cả. Chỉ là ở đây, ở Iron Man của Miniso thì cái nốt tiêu nó có vẻ làm nhẹ hơn và cái nốt citrus thì nó rõ hơn, còn ở TDRMN thì về sau thì vetiver tốt hơn rất là nhiều. Còn ở top nốt thì nếu mà so hai mùi side by side thì các bạn rất khó để nhận biết. Và như mình nói thì đây là mùi hương tốt nhất của Miniso trong cái bộ Marvel này. Và mùi hương này thì nó lưu ở trên da mình khoảng tầm từ gọi là hôm nay mình xịt tập cũng tầm 6 tiếng thôi. Và với một cái mùi hương đáng mua này thì nó sẽ phù hợp với những anh chàng như nào, quần âu sơ mi rồi hoặc là theo đuổi cái phong cách kiểu hơi bụi bặm chút, tóc dài dài kiểu nghệ sĩ, thì cái nốt hương, cái nốt hương tiêu cay và vetiver nó rất là phù hợp với cái phong cách như vậy. Nên là nếu như bạn nào mà kiểu học sinh sinh viên nhưng mà kiểu muốn theo đuổi cái phong cách như vậy thì đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể mua, hoặc là các bạn mua xịt phòng được rất là thoải mái dễ chịu. Ở vị trí cuối cùng đó là Thor. Đây, thực ra thì đây là mùi hương mình thử cuối cùng ở trong bộ này, và mình cũng không mong chờ quá là nhiều mà nó sẽ mang lại cho mình gỡ gạc được một chút nào đó về hai cái mùi hương ban đầu. Nhưng mà Thor thì với mình đánh giá cái top note ấy thì nó ở mức gọi là nó chấp nhận được. Khi mà mở đầu thì các bạn sẽ nhận được một cái mùi hương nó có phần hơi tối. Và nói thẳng là nó có một chút gì đó khá là swampy. Mình ngửi thấy mùi thơm ở đây chắc là một chút lavender, một chút hoa tím, lavender khá rõ. Và dry down về sau thì nó lại có phần hơi giống những cái mùi bột giặt ở trên những cái quần áo mà các bạn phơi nắng nó đã khô ấy, mà các bạn không dùng nước xả vải mà các bạn đơn thuần là dùng những cái bột giặt thôi. Thì mùi hương này nó giống hệt cái mùi quần áo mà được giặt bằng bột giặt mà để ngoài nắng khô cong ấy. Ngoài đào nó giống như vậy. Thì đối với cá nhân mình thì đây là một cái mùi hương các bạn có thể sử dụng để gọi là xịt phòng, xịt rèm, riêng các thứ nó ok. Mùi hương này thì nó bám khá là tốt, mà mình đánh giá là nó bám tốt nhất ở trong cái bộ 4 mùi ở đây mình có. Và có thể nói rằng là em nó thì có lẽ nó cũng ngửi khá là dễ chịu và nó đáng mua thứ hai nằm trong bộ sưu tập này. Lưu tốt, tỏa tốt và mùi cũng ở mức gọi là trung bình chấp nhận được ở trong cái mức giá 99.000. Thì đó là cái review nhanh của mình về 4 mùi hương này. Thì các bạn đang quan tâm về 4 mùi hương này thì với mình thì mình nghĩ rằng là các bạn nên mua Iron Man là đáng mua nhất, dành cho các bạn nam theo đuổi phong cách bụi bặm này, thích cái kiểu hơi kiểu lãng tử chút bụi bặm kiểu phong trần thì Iron Man. Một cái mùi hương sạch sẽ thì các bạn có thể mua Thor để xịt phòng, xịt nhà hay là kể các bạn xịt vào quần áo cũng được, nó cũng rất là ok, nó không đến nỗi là làm theo cái kiểu swampy hay là kiểu bột giặt quá là khó ngửi, mà nó ở mức chấp nhận được. Mình xịt mãi nó còn vương trên mũi. Còn hai cái mùi kia thì Spider-Man là một cái mùi hương mình nghĩ là dành cho các bạn học sinh kiểu thích một chút ngọt ngọt ngọt, hoặc là kiểu xịt tầm 1-2 shot thôi và tầm 1 tiếng sau đi ra đường thì mùi hương đó ok. Còn với Captain America thì thực sự là mình không thể nào yêu được cái mùi này. Đó, không biết là các bạn nào thử qua 4 mùi hương này của Miniso chưa? Thì hãy bình luận ở bên dưới và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.